Ông của ai đây? Được thôi. Tới đây nào mọi người. Các bạn sẽ sang chảnh như vậy nè. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến lễ hội ánh sao. Cảm ơn các cậu. Chúc các bạn vui vẻ nha. Cảm ơn các cậu. Chúc các bạn vui vẻ nha. Xin chào ông Musty. Xin chào Minnie. Có vẻ như toàn bộ xe hơi tại thị trấn Broome đều tập trung ở đây ha. Dạ phải. Có vẻ như tất cả mọi người đều thật sự mong chờ ngày hôm nay. Em cũng rất mong chờ. Minnie đáng yêu quá đi. Gần đây có rất nhiều trò chơi vui đó, nên hãy tận hưởng nha. Dạ. Được rồi, vậy thì chúng ta vào trong nha. Chúc hai ông cháu chơi vui vẻ. Ông ơi, ông nhìn kìa, là rạp xiếc. Nhìn vui quá. Chúng ta qua đó đi. Được thôi. Đúng là như vậy. Tuyệt, cậu làm được rồi. Phần thưởng là một quả bóng vàng siêu cấp. Làm tốt lắm Tin Tin. Hiện giờ chỉ còn đúng một giải duy nhất. Bộ móc chìa khóa ngôi sao vũ trụ. Ném trúng quả bóng ngôi sao và nhận giải thưởng may mắn đi nào. Wow, đẹp quá đi. Ông Musty, xin chào. Ồ, bà Daisy, bà có khỏe không? Chào con nhà Minnie. Xin chào bà Daisy. Chắc hai con đây là Rose và Mary ha. Ông đây là Musty. Con chào ông. Đúng là ngoan khi biết chào hỏi người lớn như vậy ha. Nè Minnie, con cũng nên chào hỏi đi chứ. Chào Rose, Mary. Chào Minnie. Ôi trời, có nhiều thứ thú vị để xem mà tôi không biết bắt đầu từ đâu luôn nè. Vậy thì chúng ta cùng hỏi ý các cô bé đi ha. Rose, Mary, các con muốn làm gì nào? Tụi con muốn chờ đón bong bóng. Nếu ông có thể ném trúng bong bóng ngôi sao, họ sẽ tặng cho ông bộ chìa khóa ngôi sao vũ trụ. Con muốn chìa khóa ngôi sao vũ trụ. Chà, vậy thì đi thôi nào. Ông hứa ông sẽ lấy được giải thưởng cho các cháu. Đã quá đi. Con cũng muốn bộ chìa khóa đó mà. Dạ, thì tôi sẽ xoay nha. Được rồi, phải bắn trúng bong bóng màu vàng đó. Chỉ còn một cơ hội nữa thôi. Đi thôi nào. Ông bắn trúng rồi kìa. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Được rồi, vậy thì tôi sẽ trao giải thưởng này cho ai đây? Chúng ta chỉ còn một cặp thôi, vậy nên thiếu mất một cái rồi. Chúng ta nên làm gì đây? Tụi con không biết. Minnie nè, sao con không tặng giải thưởng này cho Rose và Mary đi hả? Sao vậy? Ôi không, ông không nên làm vậy. Không sao đâu, đây là lễ hội ánh sao đầu tiên của Rose và Mary mà. Chúng nên có vật kỷ niệm gì đó chứ. Tặng cho các bạn nha Minnie. Dạ, nhà nụ. Yeah, tuyệt quá đi. Chúng tôi đã chơi rất vui vẻ, cảm ơn ông nha. Chúng tôi chơi cũng vui mà. Được rồi, vậy thì chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Ba ơi, tụi con có thể chơi với Minnie lâu hơn không? Đã khuya lắm rồi các con yêu dấu. Ông cũng chưa muốn tạm biệt đâu. Hay là mai các con tới nhà ông đi ha. Vậy thì chúng ta có thể tiếp tục chơi rồi. Hả? Con có thể tới nhà Minnie vào ngày mai không? Ba ơi, là cho phép nha. Liệu như vậy sẽ ổn cả chứ? Đương nhiên rồi, hẹn gặp lại các con vào ngày mai nha. Chào Jin. Chào các cậu. Hôm qua các cậu đã làm rất tốt đó. Cảm ơn Jin. Mình có thể nói đã vui mừng như thế nào khi lễ hội ánh sao đã kết thúc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mình cũng vậy. Có vẻ như mọi người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Đúng vậy, đặc biệt là ông Musty và Minnie. Hình như họ đã rất vui vẻ cùng với bà Daisy và các cháu gái của bà ấy. Thật sao? Chắc là Minnie cảm thấy hào hứng hơn khi có thêm những người bạn mới ha. Đúng vậy đó. Vậy thì Jin, tụi mình đi tuần tra thị trấn nha. Được thôi. Một lát gặp sau nha. Ông ơi, đi mà ông. Hôm nay con muốn chơi cùng với ông thôi à. Bây giờ ông đang phải dọn dẹp phòng khách nè. Ông ơi,
Chúng ta có thể nói Rose và Mary hôm khác khéo ở nhà được không? Ồ, ông đã mời họ rồi, chúng ta phải giữ lời hứa chứ con. Chính ông mới là người mời họ mà, không phải con. Nè Mini, ông đã nói là con không được chơi banh trong nhà rồi mà. Con đâu có chơi banh ở trong nhà đâu ông. Cái gì? Ông Musty, chúng tôi tới rồi đây. Ôi, có lẽ họ tới rồi. Tới ngay đây. Tôi có mang chút quà nhỏ tới cho ông đây. Tôi nghĩ là nó sẽ rất đẹp trong khu vườn trước nhà ông đó. Ồ, cảm ơn bà rất nhiều. Mini, sao con không cùng các bạn vào nhà chơi một lúc đi ha? Các cậu vào đi. Mình sẽ đi lấy đồ chơi, đợi ở đây nha. Được thôi. Wow, là quả banh kia. Chị sẽ đá nó chứ. Yeah, em đá. Em đá. Hả? Âm thanh gì vậy trời? Các cậu, con ra khỏi nhà mình ngay đi. Nè, có chuyện gì vậy Mini? Rose và Mary chơi banh ở trong nhà và làm rơi hình của ông luôn rồi kìa. Ôi trời ơi, các con xin lỗi ông nhanh đi. Ồ, không sao đâu, chuyện như vậy cũng thường xảy ra mà. Rose, Mary, các con không sao đó chứ. Dạ, tụi con xin lỗi. Không sao đâu các con. Nếu các con muốn chơi banh thì các con có thể ra ngoài vườn chơi. Phòng khách có những thứ dễ bị hư và bị bể cho nên. Ông là ông của ai vậy ạ? Ông không phải là ông của Mary phải không? Rose và Mary mới là cháu của ông phải không? Ồ trời, con đang nói gì vậy Mini? Con giết ông nội. Con muốn tất cả mọi người đi ra khỏi đây. Ồ, nè Mini à. Bà ơi, có lẽ Mini không thích tụi con. Không phải đâu. Bà nghĩ hôm nay tâm trạng của Mini không được tốt thôi. Ông Musty, chúng tôi nên đi về thì sẽ tốt hơn. Ồ, tôi thành thật xin lỗi về chuyện này nha. Nè Mini, ông vào được không con? Ông vào nha. Không được, con không muốn ông vào đây. Sao con lại nổi giận như vậy chứ? Nói cho ông nghe có được không? Không, con sẽ không nói cho ông. Từ giờ trở đi con sẽ không nói chuyện với ông nữa. Con giết ông, con giết ông. Nè Mini, có chuyện gì vậy? Cháy rồi, cháy rồi ông ơi. Cháy sao? Ôi, cái cửa không mở được. Nè, mở ra đi, mở ra nào, mở ra. Mini à. Được rồi, mau ra khỏi đây đi nào. Mini, nhanh lên. Không, Mini, Mini, mau gọi đội cứu hộ ngay đi con. Chin, có chuyện gì vậy? Các cậu, Mini vừa mới gọi tới. Em ấy đang khóc, có một đám cháy tại nhà ông Musty. Cái gì? Cửa đã bị hư, cho nên ông Musty bị mắc kẹt bên trong không thể ra ngoài được. Đội cứu hộ mau hành động đi. Được rồi. Đừng lo Mini, tụi anh sẽ cứu được ông Musty. Haley, đưa Mini tới chỗ an toàn đi. Được thôi. Hey, Mini, đi theo anh. Ông ơi. Ông Musty, là con nè, Polly đây. Ông nghe thấy con nói không? Có. Ông nghĩ là ông không sao, ông ở ngay cạnh cửa sổ nè. Tụi con sẽ cứu ông sớm thôi, cho nên ông đừng lo gì nha, đợi tụi con một chút. Được rồi, ông sẽ đợi. Các cậu hãy mau lên nào. Được thôi. Đã mở được cửa rồi. Tuyệt vời. Thôi, em ơi, nhanh lên. Được rồi. Ông Bách Nhi, tụi con đưa ông ra ngoài nha. Cảm ơn các con. À,
Ông may mắn khi không bị thương nặng đó. Đúng vậy. Nhưng con nghĩ ông nên đến trụ sở chính để kiểm tra kỹ hơn đi. Được rồi, cảm ơn các con. Dạ, không có gì đâu. Ông ơi, ông tha lỗi cho con nha. Tất nhiên rồi, ông mừng là con vẫn bình an đó mini bé nhỏ của ông mà. Ông ơi. Bây giờ thì mini yêu quý, con nói cho ông biết tại sao con nổi giận có được hay chưa? Dạ thì là tại lễ hội ánh sao á, ông đã nói con tặng bộ chìa khóa ngôi sao vũ trụ cho Rose và Mary mà không thèm hỏi con chút nào, trong khi con cũng muốn có nó. Và Rose với Mary có thể chơi banh trong phòng khách nhưng không bị gõ đầu, còn con thì ông lại gõ đầu. Mình biết chuyện gì xảy ra rồi. Mini, có lẽ em cảm thấy buồn có phải không? Ôi Mini, lẽ ra ông nên chú ý tới tâm trạng của con mới đúng. Ông xin lỗi con. Ông ơi. Mini, con có biết là ông yêu thương người nào nhất trên thế giới này hay không? Là ai vậy ông? Con thực sự không biết hay sao? Tất cả mọi người tại thị trấn này đều biết người mà ông yêu thương nhất là ai mà. Các con biết có phải không? Dạ biết ạ. Dạ, đương nhiên là Mini rồi. Đúng vậy đó. Vậy là ông... là ông của con sao? À đương nhiên, ông là ông nội của Mini rồi. Dạ phải.